Rồi, bắt đầu chương trình. Đến hẹn lại lên. Thả cá. Hôm nay thả 10 bao. Rồi, 10 bao. Cá về liên tục. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Mày.
Dạ đem vô rồi. Sao cái ca này đổ này. Hôm nay cũng ăn cá nữa hả? Hả? Cái gì? Giờ kìa. Có nút rưỡi không? Đây. Có nút rưỡi không? Đây không. Con gọi gọi nó mồm nhá, mày bảo không mồm mà chết tôi. Thôi từ từ nhé, mà chả nữa. Cá to lên, cá to lên. Ở dính cần à hả?
Còn nó vô vuông là vớt dùm dùm đó nha. Còn khó vô. Con này ngồi cả ngay được rồi. Nó vô vô vớt dùm em đi nha. Nó vớt dùm em. Ô, xúc cái miệng, xúc cái miệng chứ. Từ 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 để nó quay cái đầu vô đã. Quay cái đầu. Thả. Rồi cho em chắc cái miệng đó nha. Đủ. Cắn miệng thì có thưởng. Ăn miệng, ăn miệng. Miệng đau đau. Coi coi. Đây. Đây là đang đang miệng này. Rồi. Bung một lưỡi rồi. Bung dưới đây, lưỡi dưới đây nè. Bung một lưỡi rồi. Hai lưỡi móc ở dưới rồi. Rồi xong. Cái gì vậy không? Cũng hên xui à, vậy á. Vậy tụi con này cân con này nhỏ nhưng mà thịt này cân này nó bảy á. Cái cân này nó để gỉ xuống đùi á, miệng đang hoang chứ không ý nó cứ thế. Trời, cá này 15kg luôn á. Rồi quấn lưỡi vô kia luôn. Cá đẻo được 1kg luôn chứ đừng nói. 15kg có dấu phẩy ở giữa.
con này không tính. Móc mang, móc đít, móc bụng đồ. Con này không tính nha. Trời ơi, lũng bụng luôn kìa. Câu.